Cơn mưa lịch sử vào chiều tối ngày hôm qua đã và đang khiến cho cuộc sống của nhiều ngàn hộ dân ở thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khốn đốn. Không còn cách nào khác nên họ phải chọn cách là sống chung với ngập. Và thế là bên cạnh tình hình mưa ngập càng trở nên nghiêm trọng là những câu chuyện cười ra nước mắt. Con đường 49 thuộc khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, nổi tiếng với cái tên đường không mưa cũng ngập. Nếu sau mỗi cơn mưa thường phải mất 3 ngày sau nước mới rút, thì nay thực tế phải ấn định luôn là không có đường rút. Điều đó kéo theo việc người dân phải chấp nhận việc đi lại hàng ngày như thế này. Quán xá buôn bán ế ẩm, phải tự quay rào ngăn nước. Và việc học của bọn trẻ cũng không thoát cảnh sống chung với ngập. Nhưng khổ nhất phải kể đến nhà dân. Khi mà 24 giờ qua, nước vẫn trong tình trạng lênh láng. Nước bồn cầu hòa chung với nước cống gây mùi hôi thối, khiến nhiều người có nhà cũng không dám về. Gia đình ông Đỗ Hữu Quang ở kế mép sông, tình hình ngập lụt đã xảy ra nhiều năm. Nhưng theo ông thì cũng chưa có năm nào mưa lớn, gây ngập và tổn thất nặng nề cho gia đình ông như năm nay. Cỡ mấy chục năm nay rồi không có cây mưa nào mà lớn vậy đâu. Chỉ có chiều hôm qua là mưa quá lớn đi. Mưa trên đổ xuống thì bắt buộc dưới nó không có đường thoát đâu hết, thì nó phải dâng lên thôi. Chứ không có xử lý bằng cách nào được hết á. Dù đã phải chuẩn bị cống thoát nước, máy bơm xả thải hoạt động hết công suất, nhưng sau trận mưa vừa qua, hoàn cảnh gia đình ông cũng không thoát khỏi tan hoang. Nhiều đồ gỗ bị hư hỏng nặng, phải bỏ đi. Còn các đồ điện tử như tủ lạnh, máy nước nóng cũng phải được nâng cấp lên vị trí cao hơn để tránh ngập. Nhưng hài hước nhất phải kể đến, cá trê từ dưới sông cũng được dịp bơi trên cạn. Thế nên, các thành viên trong gia đình mới có cơ hội thi nhau vớt cá. Và chẳng mấy chốc đã được đầy một rổ. Chỉ sau một cơn mưa nhưng hậu quả nó mang lại đang khiến nhiều hộ dân ở thành phố Hồ Chí Minh rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Sau khi mà mưa xong rồi nước ra rất là cực. Những cái chỗ cống đồ giờ mưa lớn lên thì nó rất là dơ. Sau khi ngập thì phải vệ sinh, quét dọn. Rồi không chỉ vệ sinh không mà mưa xuống thì ngập nhà, ảnh hưởng rất là đến con cái, mấy đứa nhỏ rất là tội. Để khắc phục tình trạng ngập úng, nhiều đơn vị thi công như công ty thoát nước đô thị cũng đã triển khai xe bồn tới rút nước ở một số điểm ngập nặng. Tuy nhiên, với lực lượng mỏng và tình hình ngập được đánh giá là nghiêm trọng như hiện nay, thì hiệu quả đạt được có lẽ cũng không thể như mong muốn. Người dân chắc chắn vẫn phải tự mình chống ngập. Và những cảnh tượng vớt cá trên cạn như thế này có lẽ sẽ xuất hiện ngày càng nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh.